tụt tưng tụt tưng tụt tưng tụi mẹ. Trời ơi giờ này mà còn ngủ nữa. Dậy đi con, đi học nè. Cho con ngủ xíu đi, còn sớm mà. Sớm nhưng mà sớm 8 giờ rưỡi rồi con. Ôi, 8 giờ rưỡi mẹ gọi con dậy. 8 giờ rưỡi là vô tiết 2 của buổi học rồi, đâu mà sớm nữa. Ủa, 8 giờ rưỡi rồi hả mẹ? Ừ, 8 giờ rưỡi rồi, trễ giờ học rồi. Trời ơi, chết con rồi mẹ yêu ơi. Con trễ học rồi mẹ yêu ơi. Sao mẹ không kêu con sớm đi mẹ? Mẹ kêu con nãy giờ mà. Trời ơi, trời cái gói muốn trôi son của mẹ luôn à.